Tử vi tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, năm 2021, Tân Sửu, Nam Mạng, hung tinh chiếu mệnh, đại hạn triền miên, tiền bạc tiêu tán. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong 12 con giáp, rồng là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường, thiêng liêng, được mọi người tôn kính, luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có uy quyền, địa vị. Người tuổi Bính Thìn lại khác, họ sống rất vô tư, lạc quan và yêu đời. Họ luôn mang đến tiếng cười, niềm vui, niềm hạnh phúc cho người khác. Bởi vậy, tuổi Thìn có nhiều mối quan hệ rộng rãi, được bạn bè và người thân xung quanh yêu mến. Họ có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng, thấu hiểu góc cạnh của vấn đề. Bởi vậy, trong công việc, họ luôn cảnh báo cho mọi người nguy hiểm đang rình rập ở phía sau. Nhờ vào sự tinh tế ấy mà tuổi Thìn dễ dàng hiểu thấu tâm tư, nỗi niềm thầm kín của người khác. Từ đó tìm cách chia sẻ, giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, hoạn nạn. Trong năm 2021 là năm mà nam tuổi Bính Thìn sẽ vạn phải phá thái tuế. Một năm sẽ gặp nhiều trắc trở đối với con giáp. Vậy với con mắt tinh tế của mình, không biết tuổi Bính Thìn có thể nhìn thấu được những khó khăn sắp tới và vượt qua hay không? Không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem vận trình của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Quý vị thân mến, trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Bính Thìn trong năm 2021, thì chúng ta cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh. Năm 2021 là Tân Sửu, tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 sẽ không còn thời kỳ bình ổn do tương phá với thái tuế, mà thái tuế là sao kiếp tài, tuổi Thìn là sao thương quan, tạo nên vận khí khó hòa hợp. Tổng quan năm 2021 của tuổi Thìn sẽ khá trắc trở, trong sự nghiệp bị kẻ tiểu nhân quấy nhiễu, khiến cho mối quan hệ với đối tác, làm ăn hoặc anh em bạn bè bị chia cắt, gián tiếp ảnh hưởng xấu tới tài vận. Mặt học tập sẽ có lợi trong năm 2021 sắp tới, bản mệnh có thể chuyên tâm vào việc trau dồi kỹ năng để nâng cao bản thân. Trong năm, con giáp vừa phải chịu tác động lớn của cục diện phá thái tuế, lại thêm kiếp tài ảnh hưởng, phương diện tài lộc biến động rất mạnh, dễ hao tài vì tin nhầm người, bị kẻ xấu hãm hại hoặc đối tác làm ăn. Câu thần hung tinh sẽ khiến cho tinh thần trở nên áp lực, tăm tối, cảm xúc bị đè nén khó chịu. Bản mệnh nên giữ cho mình thái độ tích cực, không quá bi quan nhưng cũng không nên lạc quan một cách mù quáng, phải chủ động nhiều hơn nữa. Đặc biệt, tuổi Bính Thìn không nên lo chuyện bao đồng của người khác mà tự dưng ảnh hưởng đến cảm xúc của mình. Hơn nữa, đừng đề ra mục tiêu quá cao xa, chỉ cần giữ gìn thân thể bình an, khỏe mạnh, công tác vững vàng, gia đình hòa thuận là được. Để có một năm phát triển hơn, thầy Gia Cát khuyên tuổi Bính Thìn hãy đeo vòng Bát Bảo Tâm Kinh hàng ngày. Bát Bảo Tâm Kinh là một trong những pháp khí của nhà Phật, sẽ giúp bạn xua đuổi hung tinh và kẻ tiểu nhân luôn rình rập hãm hại. Đồng thời, vòng tay sẽ giúp bạn tăng phúc, cải mệnh, tăng may mắn, chiêu tài lộc, chiêu mời quý nhân hỗ trợ và giúp đỡ bạn biến con đường sự nghiệp của bạn trở nên thuận lợi, hanh thông và thành công hơn trong năm 2021. Vòng có sức mạnh lớn như vậy là do kết cấu của vòng rất đặc biệt. Mặt trước của vòng là 8 pháp bảo lớn của nhà Phật, cộng thêm vòng trong cùng được khắc bộ lục tự đại minh chú Umani Bát Me Hum, mặt sau là bộ chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Kèm theo đó là hình ảnh đài sen được chạm khắc tinh tế. Cuối cùng là phần trên của vật phẩm có một bông hoa bạch liên, sức sống mãnh liệt và thuần khiết. Tất cả đều tạo nên một vật phẩm hoàn hảo giúp bạn có một cuộc sống gặp nhiều điều tốt lành, tiền tài dư dả và luôn bình an. Quý vị thân mến, để có thể nắm rõ lá số tử vi năm 2021, tuổi Bính Thìn Nam Mạng sẽ dựa vào 6 hạn và các sao chiếu theo năm. Qua đó có thể kết luận về cuộc sống của bản mệnh theo 4 phương diện chính: tài lộc, tài chính,
công danh, công việc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe. Từ đó, quý bạn sẽ có được cái nhìn tổng quan nhất về công việc cũng như cuộc sống của mình trong năm 2021. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình. Về mặt sự nghiệp, tuổi Thìn trong năm mới sẽ không được như ý do chịu ảnh hưởng từ thái tuế. Bản mệnh sẽ thường xuyên gặp kẻ tiểu nhân, bị đối thủ cạnh tranh quấy nhiễu, gây rối. Bản mệnh bị đẩy vào thế bị động, có thể vì nóng tính mà xảy ra tranh cãi, thị phi với đồng nghiệp. Bù lại, việc học tập thi cử lại rất tốt, lợi cho việc tiến thân, thăng chức sau này. Tuổi Bính Thìn năm 2021 về phương diện giao tiếp rất kém, cho nên sẽ xuất hiện cạnh tranh mâu thuẫn kịch liệt, thậm chí có thể khắc khẩu với lãnh đạo. Bản mệnh nên giữ bình tĩnh trong mọi tình huống, không nên tỏ thái độ quá đà, mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn rất nhiều. Trong năm nay, có thể nói Bính Thìn nam mạng có tài nhưng chẳng gặp thời. Bản mệnh phải củng cố niềm tin và ý chí phấn đấu, kiên định cố gắng hết mình. Sau một thời gian chắc chắn, tài năng của bạn sẽ được cấp trên, nhận ra và trọng dụng. Lưu ý năm nay bạn sẽ rất bận rộn, bạn nên sắp xếp thêm thời gian nghỉ ngơi. Để có một năm sự nghiệp phát triển rực rỡ thì tuổi Bính Thìn hãy đeo vòng Bát Bảo Tâm Kinh hàng ngày. Bát Bảo Tâm Kinh là một trong những pháp khí của nhà Phật sẽ giúp bạn xua đuổi hung tinh, kẻ tiểu nhân luôn rình rập hãm hại và chiêu mời quý nhân hỗ trợ và giúp đỡ con đường sự nghiệp của bạn trở nên thuận lợi và thành công hơn. Về mặt tài lộc, trong năm Tân Sửu, tuổi Bính Thìn nam mạng sinh năm 1976 có tài vận không tốt do chịu ảnh hưởng của phá thái tuế, vừa dễ thất thoát tiền, vừa gặp ít cơ hội để kiếm tiền. Một phần là do quan hệ xã giao quá kém. Thu nhập bình thường nhưng chi tiêu thì tăng vọt. Những chi phí lặt vặt như ăn, mặc, nhà cửa, đi lại, giá thành mọi thứ càng tăng thì chi tiêu càng nhiều. Còn chưa kể những rắc rối phát sinh ngoài dự tính như sinh bệnh mua thuốc, tu sửa phòng ốc hay đi lại xã giao. Hơn nữa, tuổi Thìn vốn có thói quen tiêu tiền như nước, không biết tiết kiệm là gì, còn giáp nên biết vun vén, gom góp hơn trong năm nay. Năm 2021, do phạm phá thái tuế khiến tài vận của Bính Thìn không mấy khả quan. Để không bị thất thoát tiền một cách nhanh chóng thì thầy Gia Cát khuyên tuổi Bính Thìn hãy đeo pháp khí của nhà Phật là Bát Bảo Tâm Kinh. Với sức mạnh của pháp khí này sẽ giúp bản mệnh tăng may mắn và chiêu tài lộc cho sự nghiệp, công việc, việc đầu tư hay kinh doanh của bạn trong năm 2021. Về mặt tình duyên, phá thái tuế đại diện cho yếu tố thứ ba, xen ngang tình cảm lứa đôi, khiến đôi bên nảy sinh nhiều mâu thuẫn, hôn nhân bất lợi, tình cảm đi xuống, gia đạo vì thế mà khó bề yên ổn lâu dài. Nếu để kéo dài trong thời gian tới, sẽ nảy sinh đủ thể loại mâu thuẫn, không may sẽ dẫn đến ly hôn. Con giáp nên cố gắng quan tâm, lo lắng hơn đến vợ con. Cuối tuần không nên lo lắng công việc, mà nên tổ chức ăn uống, tụ họp với gia đình. Với người độc thân, trong năm ít có đào hoa tinh trở mệnh, tình duyên vẫn khá trắc trở. Mặc dù có không ít đối tượng vây quanh, nhưng đương số khó chấp nhận tình cảm vì chưa tìm được người thực sự phù hợp. Có thời điểm được thiên đức hợp quý nhân xe duyên, tuổi Thìn được mai mối, gặp đối tượng tốt. Tuy nhiên, tình cảm kéo dài khó bền lâu do nội tâm nhiều mâu thuẫn. Nếu không thay đổi, e rằng tình trạng cô đơn còn kéo dài. Để có thể cải vận tình duyên thì thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn hàng ngày. Khi mang theo bên mình, vòng tay sẽ giúp bản mệnh kích hoạt tình duyên và vận đào hoa của bạn trong năm. Vòng tay còn giúp xua tan mâu thuẫn trong nhà, tình cảm vợ chồng ngày càng khăng khít và bền chặt hơn. Đồng thời, mong rằng năm 2021, người độc thân sẽ sớm tìm được nửa kia của mình. Về mặt sức khỏe, tuổi Thìn và thái tuế năm 2021 đều là mệnh thổ. Thổ quá vượng khiến mộc bị tổn thương. Con giáp này cần đề phòng cơ thể bị va chạm, xây xát, mắc bệnh tật hoặc là tai họa ngầm. Nên tránh can dự việc người khác hoặc không kiềm chế bản thân dẫn đến xung đột tay chân. Cục diện phá thái tuế cũng tác động khá mạnh tới phương diện sức khỏe. Tuổi Thìn nên chú trọng chăm sóc bản thân mình nhiều hơn, nên tranh thủ nghỉ ngơi, tránh áp lực quá lớn về tâm lý. Nên chủ động chia sẻ, tham gia các hoạt động tập thể để giải tỏa áp lực, nâng cao đời sống tình cảm. Ngoài ra, cần chú ý đến vấn đề an toàn khi đi lại hoặc trong lao động, đề phòng tai nạn bất ngờ ập tới, hạn chế tới những nơi đèo cao vực sâu, đề phòng bất trắc.
Ngoài ra, bản mệnh nên cẩn thận khi dùng nước, dùng điện, các đồ vật sắc bén hoặc đơn giản là đi cầu thang cũng cần phải từ từ, chậm rãi. Đặc biệt, thể gia cát khuyên con giáp hãy sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn. Với năng lực tam hợp khí sẽ giúp bản mệnh đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân khí, cân bằng ngũ hành, giúp bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ 6 hạn của tuổi Bính Thìn năm 1976 trong năm 2021 để giúp các bạn có cái nhìn tổng quan nhất và tìm được cách giải quyết phù hợp. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Vận hạn năm 2021 của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 Nam Mạng. Hạn Tam Kheo là hạn chủ về sức khỏe. Người gặp hạn Tam Kheo nên chú ý các bệnh về khớp, tránh ở những nơi ẩm thấp, không nên đến những chốn đông người, tránh kích động khi gặp những tình huống mâu thuẫn trong cuộc sống vì dễ dẫn đến chấn thương do xô xát. Ngoài ra, người gặp hạn Tam Kheo cũng cần nên đề phòng những chấn thương ngoại khoa như tay chân, xương khớp. Những tuổi gặp năm hạn Tam Kheo có thể bị các bệnh suy giảm thị lực, đau mắt, cận thị. Một số người khác có thể mắc các bệnh liên quan đến xương khớp, tay chân hoặc bị té ngã dẫn đến tay chân bị thương tích. Đặc biệt, những người gặp hạn Tam Kheo không nên tụ họp ở những nơi đông người, tránh xa sự khiêu khích và phải nhẫn nhịn trước những lời khiêu khích này, cũng như nhẫn nhịn trước mọi việc. Nếu không, rất có thể những điều này sẽ gây nên sự rắc rối trong cuộc sống của bạn. Để có thể giải hạn Tam Kheo, nam tuổi 1976 nên tu dưỡng bản thân, trau dồi phẩm chất đạo đức, làm nhiều việc lương thiện, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Những hoạt động từ thiện giúp đỡ người gặp khó khăn sẽ mang lại may mắn cả về sức khỏe và công danh. 2. Sao chiếu mệnh. Sao chiếu mệnh năm 2021 của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 Nam Mạng gọi là sao La Hầu, hay còn gọi là khẩu thiệt tinh, là một trong 9 kiểu rượu của niên hạn, là hung tinh thuộc hành kim. Đây chính là một hung tinh mang đến những điều không may, bất kể nam hay nữ cũng đều phải cẩn thận. Sao này tác họa mạnh nhất vào thời điểm tháng 1 và tháng 7 âm lịch. Người bị sao La Hầu chiếu mạng sẽ bị tao tán tiền bạc, đa sầu, đa cảm, bệnh tật, khẩu thiệt, thị phi. Nghĩa là sao này chủ mồm miệng sẽ gặp các chuyện thị phi liên quan đến công quyền, tranh chấp hoặc có nhiều chuyện phiền muộn trong lòng không đáng có. Ngoài ra, người gặp sao này cũng cần chú ý các bệnh về máu huyết, tai mắt. Đối với đàn ông, gặp sao La Hầu thường thiệt hại nặng nề hơn nữ giới, có thể hao tiền, tốn của, đau ốm, sinh ra tệ ăn chơi, lãng phí, bộ bịch, bạc bài, bê tha, bia rượu, gia đạo mâu thuẫn, bất hòa liên miên. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi năm 2021 của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 Nam Mạng. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.